Một em MK nhập Pháp các bác nha. Thùng bè Vân Nu, trùng quả, đặc biệt là tay cầm bằng kim loại này. Kính vắt, trắng gương, mặt số đẹp này. Các bác thường thấy những thiết kế thùng này chỉ xuất hiện trên những chiếc ô đô đấy nha. Nhưng đây là nguyên bản của nó các bác nha. 8 công 8 búa, thanh bắt chống máy còn nguyên này. Tất cả mọi thứ còn đầy đủ. Chiếc này em phải nhận xét nó phải đẹp tầm trên 90%, nguyên bản nguyên zin thì các bác yên tâm sử dụng. Em sẽ thử chuông luôn. Tuyệt vời.